Xin chào các bạn đã đến khóa học lập trình Java Ring Boot, Ring Data GPA và Thi Minix cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 1 thì tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn, overview cho các bạn về các công nghệ và cái nội dung mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở trong cái khóa học này. Thì trong khóa học này thì tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn về các công nghệ như là Ring Boot, rồi giới thiệu cho các bạn về các cơ chế như là ORM, Object Dimensional Mapping và Hyperlay. Rồi tôi cũng giới thiệu cho các bạn về cái công nghệ là Ring Data GPA. Thì đây là một cái công nghệ để hỗ trợ cho chúng ta thực hiện các chức năng như là tương tác với lại database như là create, update, delete, vân vân. Và trong khóa học này thì tôi cũng giới thiệu cho các bạn về cái thằng Thimunit. Thimunit là một cái view để hỗ trợ chúng ta việc hiển thị và xử lý dữ liệu. Thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta việc render và binding data lên UI cho người dùng. Thì để tham gia cái khóa học này của tôi thì các bạn có thể vô cái kênh YouTube của tôi và theo dõi các video của cái khóa học này ở trên YouTube, hoặc là các bạn có thể vô cái trang học lập trình online.net và các bạn vô cái mục khóa học. Rồi các bạn vô cái mục khóa học lập trình Java, Ring Boot, Ring Data GPA và Thimunit cơ bản. Đó, thì đây là cái khóa học hoặc miễn phí của tôi, thì các bạn có thể tham gia khóa học này hoàn toàn miễn phí. Đó, thì đây là các chương mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn, như là chương 1 là giới thiệu và cài đặt các công cụ này. Rồi tiếp theo là chương 2 tôi sẽ giải thích cái cơ chế ORM và Hyperlay này. Và chương thứ ba tôi sẽ giải thích và sử dụng Ring Data GPA này. Rồi cuối cùng là chương 4 thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái project quản lý sản phẩm với các chức năng như là Create, Update, Delete, vân vân. Đó, thì các bạn thể vô đây và tham khảo cái khóa học này của tôi. Thì cái video hôm nay thì tôi chỉ giới thiệu overview cho các bạn về cái khóa học thôi. Thì ở buổi sau thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt môi trường và cài đặt các công cụ vân vân. Đó, thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.